Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Glory cùng với cover cho mình là cây DE Glory và Kuri Champion F1, chứ không có Kuri Glory bị mệnh. Cái set này thì chắc chắn là mấy thanh niên này đã nhờ cái sự kiện update lỗi mà đã mút được. Ôi, đúng là thơm. Mong VNG sắp tới là update lỗi nhiều vào cho anh em chúng tôi được test đồ mới mà không phải thông qua mua hay là các kiểu như đại loại là như thế. Úi dồi, tại vì tụi tôi thì không có tiền để hiến máu ấy. Úi dồi, mình không có tiền hiến máu mà thằng tơ nó lại muốn hút máu của mình. Ôi không xong rồi, té rồi. Úi dồi, yếu máu rồi. Biết ngay cái mặt thằng này nó yếu rồi nó mới nấp, chứ thì mệnh không thì nó cũng cố gắng đuổi theo để hút máu của mình đấy. Lại lấp ló. Úi dồi, lừa tình này. Bạn muốn lừa tình ư? Hay đến với NIT, chúng ta là một cặp ấy. Mình cũng chuyên lừa tình lắm và cũng rất là hay sấp mặt bởi mình hay lừa tình đấy. Đó là cái kết doan ở đấy. Úi dồi, bay cái gì đấy, lừa lại đây. Đây này, đây này. Trời ơi, thằng tơ ở hướng đó rồi thì tôi ngu gì mà chạy vào hướng đó làm cái gì cho nó mệt người. Thanh niên lại nguy hiểm nữa rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó bắt đầu thấy mình và người thấy mùi mình. Đấy, người nó cũng thế thôi, cũng có liếm được đâu. Rồi, cái này khi mà được bút đam lên thì nó rất là mạnh. Và mình rất thích cái khẩu này. Những cái hoa văn chi tiết chạm trổ đến cây này, nó tô lên một cái vẻ đẹp cực kỳ là y như một con cá mập ấy. Mình có cảm giác là như thế. Và nó có con mắt thần huyền thoại. Rồi, gì đấy. Huyền thoại thì chắc là không đâu, mắt thần cũng rất là đẹp, nhưng nó cũng chắc là cho đẹp thôi, chứ không có cái skin hay cái skill hay gì hết. Thì ấy, thôi, mình cũng mệnh lắm. Rồi, một ván vào đầu và đi luôn thằng chơi thử. Ấy, bạn lập tên thì lập cho đàng hoàng vào, có lập chơi thử, bảo sao vào giống bay không sấp mặt. Thằng thanh niên tờ đứng liếc cái gì đấy. Tờ ơi, liếc cái gì. Rồi, tôi xong rồi. Rồi, cứ tưởng là chết thôi. Thế mèo, thằng tơ vẫn nhây. Đấy, thằng tơ nó để bọn giống non nó lên hết. Bọn này thì cứ quy vào giống non thôi, tại vì cái độ trâu bò nó không phải là được bá đạo. Lại đây, rồi tao lại sợ chúng mày quá cơ. Cứ bút liên tục, một phát là chết một em. Đấy, cứ đứng gần là một phát là đi luôn một thằng thôi. Thế lắm. Anh em cứ vào, rồi 101 kill luôn này. Cứ có hero là kill nó cứ lên ầm ầm. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Trận đầu mình chơi hơi bị ghê quá. Cũng bình thường nhỉ. Trận đấy có hero chứ không có hero thì chắc là cũng không lên được 101 kill đâu. Tại vì hero nó là một yếu tố mút kill cực kỳ nhiều. Đấy, cứ có hero là anh em cứ xác định là trận đấy sẽ là trên 100 kill thôi. Phê lắm. Rồi, thanh niên này may không rồi móc lốp. Chơi là phải chú ý xung quanh. Chơi không chú ý xung quanh thì bọn này nó hay, bọn này là chuyên đi câu trộm cô tích. Phải bọn biến thái. Mệnh. Biến thái này. Này thì biến thái này. Ui hết đạn này. Trời ơi. Một phát không thể giết được một con zombie. Không hiểu tại sao, chắc là bọn nó máu trâu. Nó có bút thêm thì bọn này, trời ơi, chơi cả con ông già hồi máu. Mệnh. Con này nó mà cộng thêm chế độ này nữa thì phải gọi là nó như một con bò. Cái này phải có súng bắn bò kìa, chứ súng này không ăn được nó đâu. Ghê lắm. Nó có bút thêm mà. Có thêm cây bút này. Úi dồi, lại đây. Lại đây lại. Ô, cái điện mới. Chém không chết kìa. Này thì nguy hiểm này. Bạn đừng tưởng có cái thằng zombie non tôi yêu ớt lắm, tôi không bảo kê được bạn đâu. Rồi lại đây thằng zombie non. Úi dồi, cái gì đấy, cút cút hết ra để cho tôi thể hiện. Rồi gì ấy, gì đấy, hai con tia chớp luôn. Hai con này mà ở dạo trước mình bắn nó rất là phế, bọn này rất là máu giấy luôn. Thế mấy dạo gần đây mình bắn mãi không chết ạ. Không hiểu là sau cái clip mà mình post lên là mình nói tia chớp cuối bắc, bây giờ tia chớp nó đã nâng lên một tầng cao mới, không cần gì ra bên PC gọi là hút cái gì gì đấy quên bà rồi, hút vào nó lên gì mình quên cái tên rồi. Hút vào thì nó trâu bò hơn, nhưng bên này thì bây giờ có chúng ta có chế độ bút thì nó sẽ trâu bò hơn. Mấy hôm trước mình bắn thấy dễ chết mà bây giờ mấy hôm nay bắn thì cứ thấy là mắc trâu bò.
Đúng rồi, cái gì đấy, súng máy AFK này. Còn mấy con giống non thì đơn giản lắm, vài phát là chết ngay ạ. À. Úi rồi mắt giáp kìa, trời ơi Luffy là đây mấy tay xa vừa cờ lờ ạ. Thôi chặt tay nó cũng dài lại, biết làm sao bây giờ. Thôi hay quá, hết giờ rồi, nó đuổi theo như tuần ạ. Cái thằng tia chớp bắn nó cỡ đấy mà tay nó vẫn dài được, không tin được. Không biết là hôm nay bị gì mà mình chơi lát cực luôn ấy. Nãy chơi tự dưng gặp thằng tơ, nó đứng xa cả mét cơ, thế mèo nó vẫn cào được mình thì mệnh. Thế là tôi lại bị mất cô tích. Đấy, cô tích thì dễ mất lắm, anh em nên nhớ là phải bảo kê cẩn thận ấy. Rồi cái thùng hàng nó thất thủ cơ mơ nơ rơ. Thế mèo trận này Dubai hơi bị nhiều ấy. Mình có cảm giác là những cái phát đầu của tội đấm mồm này thơm thế. Ghê vãi cả nồi ạ. Cây này thì nhấp thôi, nhấp nó mạnh lắm. Sấy thì xem nó đẹp mắt thế thôi chứ nó không bằng được nhấp. Nhấp thì dễ đấm mồm hơn, chứ sấy khó. Sấy từ xa thì càng khó hơn, còn sấy gần thì dễ rồi, không nói làm gì. Đây đây đây, quay lại đây. Lượn đi đâu? Nó nhấp nháy kìa, định mệnh. Thôi xong rồi, thanh niên. Tia chớp, bạn ơi, nhìn cái gì? Ôi, cái điện máy. Thôi xong rồi, nó chạy nhanh nhở. Mình mới thấy nó lượn qua cái hướng kia mà nó lượn lại rồi, cho nó đi lên trên này. Thắm thế. Anh em trận này mình làm hero chứ. Thế mèo làm zoom bay ạ. Đáng hết cả lòng, mấy cái thằng thẩm du thì không bắt, cứ để bắt mình thôi. Này thì thẩm du cho lắm ạ. Ôi rồi. Mình có bút hồi máu lại này. Trời ơi yêu quá. Xong nó bắn vài phát là mình gần chết thế này. Bảo sao hero nó mạnh cỡ đấy, may mà có khi lại một phát chết một con ấy. Phát đấy mình may không chết. Nó bắn một phát rồi mình còn có nửa cây. Vừa lờ thật. Này rồi, ghê đấy. Ghê đấy. Bây giờ mà cứ cầm con ông già hồi máu ấy, nó phê lắm anh em ạ. Ông già hồi máu mà cầm thêm lưỡi hái là nó mạnh. Tại vì nó có, nó chém cũng là chậm, mà cầm lưỡi hái thì nó cũng như nhau thôi. Và khi mà các bạn cầm lưỡi hái thì nó được boost thêm HP với lại chạy nhanh thì phải. Và thêm chế độ boost này nữa thì nó phải gọi là Master Ball. Con đấy gọi là trâu nhất map rồi. Đừng nói hủy diệt. Hủy diệt không trâu bằng con đấy đâu. Con đấy mắc trâu có hai lần hồi máu ấy. Một lần hồi máu và có chế độ zoom bay này thì nếu hên xui thì chúng ta lại được bút liên tục hồi máu. Phê lắm. Trời. Đấy cứ nhấp thôi. Nhấp là phê nhất. Rồi sao lại AFK thế này? Nãy hổ báo lắm à. Nãy khuệnh khoạng lắm mà. Sao bây giờ lại đứng im re thế? Thì nhiên lại lừa tình. Này thì lừa tình. Úi rồi, bình tĩnh. Úi dồi, cái gì đấy? Thanh niên đam mê cận chiến, lao vào như thần, mất bà nó cái cô tích luôn. Từ từ thôi anh em ơi. Từ từ thôi, chúng ta sẽ cận chiến nó từ phía sau. Đấy, phía sau một con dơ bay là một thằng hero chém móc lốp. Rồi. Rồi. Cái này thay đạn cũng khá là chậm. Nếu mà các bạn săn biết đường thì sẽ không chết đâu. Cái này săn phải xa xa một tí, chứ đi gần thì nó thay đạn rất là nhanh. Thay đạn rất là chậm. Mình nói bị nhầm. Nếu mà TMP thì mình chỉ dí sát mặt được, chứ còn cái này không dí sát mặt được. Tại vì sáng hôm nay không biết tại sao nó cào xa quá. Các bạn cũng thấy rồi, cào xa thế mình không thể dí sát mặt được. Đấy, dí sát mặt thì xem nó phê hơn. Đấy, từ từ xem nào. Úi dồi, cái gì đấy? Ôi pha đấy. Bình tĩnh. Ủa mình mất hai cái giáp luôn này. Hay vãi. May pha đấy không thì mình phải nằm xuống tiếp theo rồi. Hên quá. Chơi chế độ này thì phê nhất là được bút giáp. Giáp nó cứ liên tục ầm ầm. Rồi. Hay lắm. Lại đây, lại đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Rồi. Kìa, ra một bên kia. Lao vào cửa đây không giết được. Khô lời. Ôi trời ơi, một băng không thể sấy chết được. Bình tĩnh nhá. Ôi cái định mệnh.
Đen thế. Nó liệng vào người mình ạ. Mình cứ tưởng có đằng sau cover. Không ngờ nó đục trong đấy ra. Đen. San mà ít zombie thế này nó không đủ gì gì mình không săn được easy. Không săn được tốt. Chứ zombie nhiều thì mình sẽ cảnh giác hơn. Đây zombie ít quá mình chơi không kiểu không cảnh giác thì dễ sấp mặt. Rồi trận cuối cố gắng kia kiếm cận chiến đi. Nói thế thôi chứ cận chiến được hay không thì do hên xui. Hôm nay mạng lag quá mình không thể chơi được. Chơi cận chiến được. Khám lắm. Đây rồi. Ôi hàng đây. Vì như thường tơ thì phải. Ôi thường tơ lên kìa. Bị mệnh tới. Mình cần con zombie cận chiến. Thôi xong rồi. Bình tĩnh. Ôi sao đạn này. May quá. Thôi cứ đấm mồm thôi anh em ạ. Cứ gần gần là cứ xác định. Ôi thật con zombie này nó quyết định là không cho mình ăn nó. Đèn. Đây rồi tinh enter. Nãy móc mình cái băng cô tích bảo vệ. Bây giờ bạn sẽ nhồi. Đấy đứng dưới đấy nó móc đấy. Mất giáp này. Đấy có dài đâu. Trời ơi. Mình nói đã không bao giờ sai. Khôn lắm. Tơ mà. Toàn chiêu trò lừa tình các kiểu thôi. Lừa lọc người ta lấy cô tích của người ta. Bạn không biết nhục à. Đấy cô tích thì thơm lắm. Đối với bọn Dubai thì cô tích là một cái điều gì đó. Nó phải gọi là hàng rất là ngon. Món hàng ăn thường ngày. Đấy chúng nó phải ăn cái đấy thì nó mới sống được. Còn không thì sẽ chuyển sang ăn đạn dễ dài. Rồi mình đây. Nãy bạn vừa ăn cái gì của mình cơ. Lại đây xem nào. Úi dồi, đừng ai cover nha. Ui cái điện mệnh. Chết luôn này. Bình tĩnh bình tĩnh. Ui chạy đâu. Ra đây nào. Mình đợi bạn sau này. Sao lại đi trước kia. Trời ơi chắc nó biết cái ý đồ của mình rồi. Đen quá. À, biết là nó không nhai được mình. Ơ cái gì đấy. Bạn hơi bị ghê đấy. Rồi ơi. Tao sợ mày quá cơ. Ui. Điện mệnh. Hay kìa. Thế mấy alpha đấy chạy kịp được mình nhở. Mình xáy vào mặt nó thì kia không cản được giữa bay ta. Đùa. Thôi xong rồi. Chỗ này khắm quá. Mình không để ý á. Trời ơi mỗi lần mà zombie nó thấm với lại ít là đôi lúc mà mình không để ý. Dĩ sắp mặt. Rồi bạn chết. Thôi. Hết giờ này. Và mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye tất cả các bạn nào.